Chào mọi người nha. Hôm nay Quy tiếp tục Quy đi câu cá rô đồng ha. Hôm nay Quy câu ở cái con kênh này cũng kênh mới nữa nha mọi người ha. Ở đây là vợ Quy nè, đang dắt chứng kiến nha. Đó. Rồi, hồi Quy câu cá thì Quy quay cho mọi người coi ha. Cá thì Quy thấy có ụt đó, mà có ăn không thì không biết, hên xui nha. Câu Quy sẽ câu dài dài từ đây vô tuốt trong kia nữa ha. Dính rồi mọi người. Đây, con này cũng mập ú à. Đó. Con này cá chê đó ta. Đây cá rô mề mọi người. Đây mọi người coi cái nha. Cá mập ú. Cái máy lại. Cái dướng cây sủi đổ trên đầu Quy á. Đưa vô hơi khó một tí. Rồi. Cái dướng cái cây à. Đây. Cá mập ghê mọi người, ngon quá ha. Rồi, ok ha, cá mập bút luôn đó, quá trời bự. Đây nè, nó dướng ra mấy cây sủi đổ ở trên đầu Quy ha. Đó. Rồi, ok ha, Quy tháo ra nha mọi người. Chính hai em đâu rồi dở lên đi, dở lên đi em, dở mạnh lên đây, quay cho mọi người coi đó, dở Quy mấy chừng quá đã mà đổi điểm mới, có cá mới luôn mọi người. Rồi gỡ cá nha mọi người nha. Đó đi phao rồi kìa. Rồi, dính rồi mọi người. Đây, đem cho mọi người coi. Okay. Ngon quá mọi người. Đẹp, cá đẹp. Rồi, mình tháo ra nha. Ok. Hãy ăn phao kia, ăn phao. Trời ơi, sảy rồi. Ăn mất phao luôn mọi người, ăn mất phao, mất vế luôn mà. Mất vế rồi mà không dính. Giật chậm quá. Cá ăn cái phao Quy, nó rút vô trong này nè mọi người. Nó ăn phao vế của Quy. Mẹ lớn nhỏ này Quy không biết. Còn Quy đáng Quy để cho nó nuốt một tí rồi. Đó, đây nè, cái đầu hàng của mình. Còn chắc cá nhỏ quá. Nó ăn dính nè mọi người, là nhóng nhẹ và nó rút nè. Rồi, ok. Ngon quá mọi người. Cá cũng mọc ghê, để tôi đem cho mọi người coi ha. Như ngầm dế đó. Đây dạ, đây cá cũng được ha mọi người ha. Ú rồi, ok Quy tháo ra nha. Rồi, ok nha mọi người. Dính rồi mọi người. Ok, để mình đem cho mọi người coi ha. Con này cũng được ha. Rồi, ok ha mọi người ha, Quy tháo ra nha. Đó, giật mình dính cá ăn mọi người.
đưa dở bên ông em ơi. Nó dướng rồi. Dở mạnh bên coi, còn. Còn. Ừ đây nè. Ôi mới bỏ xuống luôn á mọi người. Rồi, đưa lên. Wow. Thêm, đẹp ha, cá này ngon ạ. Rồi, mở cá nha mọi người nha. Yeah. Rồi. Bóc vô sợ lắm. Mấy con nhỏ nhỏ. Con đỡ đỡ. Mấy con đỡ. Rồi nè mọi người. Đó. Rồi bỏ thùng nha. Cá rồi. Bình phao của yêu. Dính. Dính con này mập á. Dưới nè. Đó đó. Nó ngay dưới cái lục bình này. Con này ấu luôn á. Ta để đây vui gỡ cho đem mình ra. Còn cầu đâu bữa này quý mấy cái móc rồi. Dưới đây rồi. Để quý mấy cái móc lên cho. Em lấy cái móc lên thì mạnh cái em. Đó, thấy con cá rồi. Rồi kiều nó móc vô đó kiều em ơi. Đó, rồi đúng rồi. Đó. Nè còn còn dướng con cỏ kìa. Đó, đừng móc cái con cỏ đó. Dướng. Rồi chầm xuống cái dây đứt dây à. Đây nè. Rồi. Rồi. Đây mọi người móc ra nó vụt ra. Đem vô quay cho mọi người coi. Cá mập ú đã quá mọi người. Ok ha. Rồi Huy tháo và Huy bỏ thùng nha. Giật ha. Đưa vô. Ui. Đây mọi người. Đâu không? Đã chưa? Đó. Rồi mở cá nha. Mở đồ anh mở cho. Được rồi. Nè. Cũng được ha. Ôi ngon quá. Rồi mở vô. Rồi. Xong. Cá ăn. Đó. Dính. Đây là đèn cho mọi người coi ha. Con này cũng được mọi người. Cá mà ố. Rồi. bỏ xuống rồi nó ăn liền à. Rồi, rồi. Rồi. Okay. Rồi cá đẹp quá mọi người. Giật dính. Rút vô rồi. Ý, đây. Ồ, con này cũng cầm cộng nha mọi người nha. Con này đẹp. Hôm nay cá đục quá. Ồ, trời. Quá. Hôm nay Quy vợ Quy đi cái điểm câu mới. Hôm nay test thử mà cá nhiều ghê mọi người. Bỏ xuống là ăn. Đây mọi người ha. Mình bỏ vô thùng nha. Cá đang ăn phao dế của Quy ở ngoài đó. Đó. Bình pháo. Trời ơi, cá chút xíu rồi mọi người.